Để cập nhật các video mới nhất thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bấm chuông và chọn tất cả để ủng hộ cho kênh của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, năn nỉ luôn á. Hello mọi người ha. Thì các bạn đã biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở cái hồ, đây là cái hồ Buôn Tu Xua nha. Mình đang trên con đường từ Đắk Lắk về Đà Lạt ha. Thì có gì hay thì mình sẽ quay clip cho anh em xem chuyến đi Đà Lạt 2021 này của mình ha. Tại vì lâu rồi mình cũng không đi Đà Lạt á. Thì đây là một cái hồ rất là đẹp, hồ thủy điện Buôn Tu Xua ở Đắk Lắk. Thì cái này không phải là cái sông đâu nha anh em, cái này là một cái nhánh hồ thôi. Quê mình thì ở dưới Bà Rịa ha, nhưng mà mình lên đám cưới nhà bạn mình ở Đắk Lắk thì mình đi trên đường về thì mình sẵn ghé Đà Lạt chơi luôn. Thôi đi tiếp thôi, không lẽ vì một cái hồ nó quá đẹp mà mình làm mất nhiều thời gian quá ha. Thôi dù thế nào mình cũng phải đi để mà đi Đà Lạt, mình còn có thời gian mình chơi nhiều địa điểm nữa ha, 4 ngày 3 đêm mà. Rồi bây giờ mình đi nha. Ok, thì bây giờ mình đang đi trên con đường là quốc lộ 27 ha. Thì cái địa điểm đầu tiên mình ghé đó chính là thác Bongo ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng ha. Rồi các bạn đi với mình nha. Các bạn đi từ Buôn Mê về Đà Lạt thì các bạn đừng giống đi giống như mình ha. Các bạn đi tới thị trấn Đình Văn là các bạn quẹo qua thị trấn Nam Bang á, là lên đèo Đà Nông đường đó, nãy giờ là mình đi tới Đà Lạt rồi đó. Nhưng mà mình đi thác Bongo chơi xíu ha. Mình sợ mình về mình không có thời gian á. Về là mình về thẳng luôn. Chứ mình không có. Thác Bongo thì nó nằm cũng khá xa Đà Lạt, nó nằm tầm 45 cây. Cầu Tân Bình. Cầu đẹp á. Nếu cầu chơi xíu ha. Cầu này như mới làm. 2018 mình đi mình chưa thấy cái cầu này ha. Chắc nó mới làm. Cầu làm bê tông bằng xi măng. Có sông Đa Nhiêm. Nước trong veo luôn. Đây chính là dòng chảy của thác Bongo nha anh em. Thì không muốn mất thời gian nữa thì mình ngắm như đây thôi. Bây giờ mình sẽ vô thác nha. Rồi. Gió mạnh quá. Bây giờ mình tiếp tục vô thác Bongo nha. À, cái chỗ này nó hay bị sạt lở nè, nhiều khi nó sạt lở ra gần tới sông, gần tới đường đi luôn. Đường xuống thác đây à, chỗ này nhớ rồi, chỗ này ngày xưa mấy anh em mình chụp tấm hình có cái ngôi nhà đó, nhớ ghê luôn đó, ngôi nhà nè. Bây giờ chỉ có mỗi mình trời ơi buồn quá. Mùa này thì thác nước nó rất là trong, mà có điều là nó không có nước nữa. Để coi có nước không ta. Nước có thì cũng có nhưng mà nước nó không có chảy nhiều thôi. Mình đi từ Đắk Lắk xuống á, mà mình đi nãy giờ mình đi qua thị trấn Nam Bang là nãy giờ lên tới Đà Lạt lâu rồi. Nhờ mình ghé thác mình chơi xíu. Thác này nó ôm lại cho mình nhiều cái kỷ niệm. Xuống thì không sao mà lát lên, mà lát leo lên hơi bị phê luôn á. Dưới đây cũng có căng tin nha.
anh em ơi. Mình đi dép, tại vì đi thác mình ít khi mình đi dài lắm, đi dép cho nó khỏi bị ướt chân á. Đây là view thác Bongo từ xa ha. Nói chung là giờ nước chảy ít hơn hồi trước mình đi nữa. Hồi trước mình đi cũng là mấy ngày Tết nhưng mà nước nó chảy khúc này cũng có nè. Nó chảy hướng này cũng có nè, nhưng mà giờ nó chỉ chảy cái hướng này thôi ha. Thì cái thác Bongo này á, nó nằm ở xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ha. Thì nó cách Đà Lạt khoảng 45 cây số à. Thì nếu các bạn nào đi từ Sài Gòn lên á thì không thể nào, thì không nên bỏ qua cái thác này ha. Tại vì thác này rất là đẹp mà nó cũng thuận trong cái cung đường đi Sài Gòn lên Đà Lạt nữa. Nó chỉ đi vô khoảng 8 cây số thôi, tính từ quốc lộ 20 vô đây khoảng 8 cây thôi. Cũng không xa lắm đâu ha. Với lại mình thích những cái thác mà nó hoang sơ như vậy. Thác này nó cũng có khai thác một chút rồi. Nó phải là quá hoang sơ kiểu tuyệt đối nhưng mà cái như nó cũng gọi là cũng còn hoang sơ. Mình thích cái thác này với lại thác Voi. Chứ còn những cái thác nào mà người ta lấy cái thác để người ta khai thác du lịch quá nhiều á, ví dụ như thác Brent hay là thác Đạm Ri hay là thác Datala gì đó, mấy cái thác đó mình không có thích. Tại vì là nó du lịch hóa quá rồi. Mình chỉ thích những cái thác mà nó hoang sơ như vậy thôi. Đó, Có khai thác một chút ít thôi, ví dụ như làm đường cho dễ đi thôi, nhưng mà cái vẻ hoang sơ nó cũng còn đó. Như thác Đạm Ri thì nó có trò chơi này trò chơi kia, hay là thác Brent có trò chơi này trò chơi kia, thì những cái thác như vậy thì mình cũng không thích cho lắm. Và bây giờ thì cái cuộc tham quan thác Bongo của mình đã hết rồi. Thủy điện Đại Ninh ha, nhưng mà chỗ này bảo vệ không cho vô ha. Đó, cái hồ này chính là cái thủy điện này chính là ngăn bớt cái dòng chảy của cái sông Đa Nhiêm hồi nãy đó. Sông Đa Nhiêm là cái sông mà cái dòng chảy của thác Bongo á. Thị trấn Liên Khương Đức Trọng nha, ai nhầm thị trấn Liên Nghĩa chứ. Ở đi đường này là sẽ về cao tốc Liên Khương với lại Đắk Lắk thì quẹo về hướng bên này ha. Còn mình thì mình đi Đà Lạt, mình sẽ đi hướng này. Cái địa điểm tiếp theo mà mình đến á, đó là Đà Lạt Miêu ha. Rồi phải vô đường Đà Lạt Miêu. Ở đây có tham quan mình. Sắp tới Đà Lạt anh em ơi. Bây giờ là mình đang ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng ha. Đi vô đường này.
em thấy đường đèo này đẹp phải không? Rồi anh em cứ đi thẳng như mình ha. Không có bóng xe nào luôn á. Chết em xíu đi rồi tính tiếp. Rồi cái địa điểm tiếp theo mà mình muốn nói cho đây đó là cái hồ Tiền Lâm ha. Đó mình đã chết lên nữa hồ Tiền Lâm nha. Đó. Anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn cái gì nữa. Wow, nước rất là trong xanh luôn. Quá đẹp luôn ha. Giờ mình vô thử cái chỗ này ha. Lấy con iPhone 6 S Plus này, lấy con iPhone quay thì nó cái màu sắc nó đẹp hơn là con S8 thôi, nhưng mà chống rung nó không có bằng, với lại cái góc nó khá là hẹp thôi. Mà thôi kệ đi, không sao. Rồi tham quan hồ Tiền Lâm xong rồi, bây giờ thì mình đi tiếp à. Thôi giờ mình vô đường Hầm Đất Sét cho một xíu à. Ok, thì bây giờ mình đang trên con đường vào đường Hầm Điêu Khắc ha. Thì cái chỗ này nó có nhiều tên gọi khác nhau, như tên đường Hầm Đất Sét hay làng Đất Sét, nhưng mà cái tên đúng của nó là đường Hầm Điêu Khắc nha. Thì cách trung tâm là 12 cây số nha. Một ghế. Đường Hầm Điêu Khắc. Bữa mình tham khảo lại giá 60.000 nhưng mà giờ lên giá 90 rồi. Rất là chua cay luôn. Đây có mấy con khỉ nè. Giờ đi qua thử bên kia coi có gì không ạ. Trúc Lâm nắng lên sáng đẹp. Đây có cái cây nha. Có cái đàn guitar. Bê tông ha. Thì nhìn cái nhà ga xe lửa này thì nhìn nó cũng giống như cái nhà ga thật ha. Đó. Thì nhìn ở xa thì thấy cũng giống y chang luôn á. Rất là công phu ha. Điều khác rất là công phu. Hồ Vô Cực ở đâu ta? Đi tìm cái hồ Vô Cực coi. Đó, hồ Vô Cực bên đó kìa. Rồi, qua bên kia tham quan cái hồ Vô Cực ha. Nơi tình yêu bắt đầu. À, thì cái hồ Vô Cực này là cái điểm nhấn trong cái khu du lịch đường Hầm Điêu Khắc này ha. Nó có biểu tượng rất là đẹp. Tại vì cái này là cái biểu tượng giống như là một đôi trai gái là đang đến với nhau ha. Bây giờ thử vào cái hồ Thiên Thần của con. Thôi thì tham quan cái hồ Thiên Thần này xong thì mình cũng sẽ rời cái đường Hầm Điêu Khắc này ha, để đến trung tâm thành phố. Má vải thật, đây có cái trại giam Covid đấy chứ. Điêu Khắc mấy cái con virus nữa. Cái này cái tên nó đúng là đường Hầm Điêu Khắc thì nó đúng hơn là đường Hầm Đất Sét. Tại vì cái này là bằng bê tông mà chứ đâu phải là làm bằng đất sét đâu. Bye bye. Ok, thì bây giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi ha. Thì mình đã di chuyển tới trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Cho tham quan cái trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt đó, biết người ta có cho vô không nữa. Mấy cái địa điểm mà liên quan tới học hay là gì đó thì chắc chắn là người ta sẽ không cho vô rồi. Nhưng mà mình đi thử xem ha.
Ok các bạn ha, bây giờ là 4 giờ sáng thì mình đang di chuyển ở trong trung tâm thành phố Đà Lạt ra Cầu Đất ha. Thì cái đồi chạy Cầu Đất á là cách trung tâm là khoảng 25 cây số nha. Khá là xa. Thì nếu mà các bạn nào mà di chuyển 4 giờ sáng để mà đi săn mây á thì ngày hôm trước thì các bạn nên đổ xăng thật đầy ha. Tại vì giờ này á thì không có cây xăng nào mở cửa hết á. Thì cái địa điểm mình đến á là Panorama Thiên đường săn mây ha. Thì chỗ này từ Cầu Đất đi vô thêm 2 cây số nữa. Thì cái đường vô nó cũng hơi khó đi một xíu thôi. Nhưng mà mùa nắng thì cũng đi ok nha. Mùa mưa thì chắc hơi khó đi, tại vì đường đó thì đường đất với lại đá rất là nhiều ha. Rồi thì giữ xe thì cũng hết 10.000 đó nha anh em. Hồi nãy thì mình kêu ly trà đào đá với cái giá là 80.000 nha. Còn bánh mì thì 40.000. Nhưng mà mình lỡ kêu trà đào đó với cái giá là 80.000. Một ly nước xong rồi. Xong rồi nha. Nói chung là không có mày rồi anh em ơi. Không có duyên, không có duyên xong mày rồi. Đi săn mây và cái kết không có mây. Chán quá. Mình cũng nghi rồi là mình không có duyên săn mây ha. Nhưng mà cũng đúng thiệt luôn. Tại vì săn mây mấy lần không có lần nào thành công hết trơn. Để sáng mai có gì qua đồi Đa Phú săn thử xem ha. Tốn 80.000 một ly trà đào chút xíu à. Vô đây thì nói chung là cũng tốn tiền nha. Phải mua một, nói chung bất kỳ một thứ gì đó mình mới vô săn mây được. Nhưng mà tùy lúc thôi. Nghe nói tháng 3 mây rất là nhiều nhưng mà mình đi lại không có mây. Nghe nói tháng 3 mây rất là nhiều nhưng mà mình đi lại không có mây. Giờ thay đổi không khí qua mấy cái hồ vô cực chụp đi. Lạnh, đứng gần mấy cái nước lạnh ghê luôn. Chuyến săn mây này thất bại rồi. Mình cũng rất là buồn á, nhưng mà thôi. Mai đi qua rồi, đội Đa Phú theo như thế nào. Thôi bây giờ thì mình rời khỏi nơi đây, mình đi tới địa điểm khác ha. Rồi. Rồi bây giờ thì mình đang trên con đường là di chuyển ra ngoài ha. Thì cái chỗ mình đang đi chính là đồi chè Cầu Đất nha. Thì cái chỗ này thì cũng rất nhiều người chụp hình check-in ha. Thì chỗ này là chỗ chụp hình check-in miễn phí ha, không có tốn tiền nha. Tại vì chỗ này là cái chỗ mà người dân trồng chè ha, nên không có tốn phí. Ok, mình đi từ hướng Cầu Đất về ha. Thì sẵn ghé cái địa điểm bất thang, bắt thang lên hỏi ông trời xem như thế nào nha. Nước 35 ngàn không ạ? Em đợi trên này. Lấy cam ép nữa anh ơi. À, bây giờ mình sẽ dẫn anh em đi tham quan một vòng nấc thang lên thiên đường của cái gì? Bắt thang lên hỏi ông trời ha. Đây. Cái đây cũng là một quán cà phê có cái view sống ảo thôi. Thì cái cầu thang này cũng là một trong những cái kiểu sống ảo hot nhất năm 2018 ha. Hồi đó thì cái cầu thang này là nó bắt nguồn đầu tiên ở Sunny Farm ở cũng gần đây luôn. Đó.
thì cái kiểu chụp người ta là muốn cái cảm giác đây, đây muốn cảm giác chụp vô cực ha. Đây, đây có cái bàn tay khổng lồ nè. Bàn tay khổng lồ này là ở Đà Nẵng có cái cầu gì đó, cầu gì mà có bàn tay khổng lồ đó. Đây làm giống như cái bàn tay khổng lồ ở Đà Nẵng nha. Đó, lên xem thử xem. Lạnh quá anh em. À, giờ 7 giờ mấy rồi, gần 8 giờ mà trời nó cũng còn lạnh luôn á. Nãy đi săn mây không được, buồn ghê luôn. Mình săn mây mấy lần rồi, 4-5 lần rồi mà xịt hết luôn. Điểm khác cũng trên cái tuyến đường này luôn ha. Rồi các bạn đi với mình nha. Đây thì cái địa điểm tiếp theo mình ghé đó chính là chùa Linh Phước nha. Thì chùa này nó nằm trên cái tuyến đường cầu đất luôn, ở Chạy Mát, cách trung tâm là tầm 8 cây số nha. Rồi thì vô đây thì không có tốn tiền gì đâu nha anh em. Đó, giữ xe cũng miễn phí luôn. Giờ mình đã tới chùa Linh Phước nha. Kiến trúc của chùa rất là hoành tráng luôn. Đó. Một ngôi chùa mà các bạn không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt ha. Rất là đẹp luôn. Giờ mình xuống thử cái tầng hầm này xem thử ha. Trời ơi đẹp quá. Giống như chúng ta đang lạc vào cái tiên giới gì đó ha. Nhìn nó cũng nửa giống là địa ngục mà cũng nửa giống là cung đình, giống như là cái vườn đào của Tây Du Ký đó, nhìn nó giống giống vậy á. Đây chính là địa ngục ha. Để giờ mình vô thử địa ngục xem sao ha. Ai mà nhát gan thì chắc sợ mấy cái này lắm ha. Mình thì mình không có sợ đâu. Thôi mình đi ra đây. Tham quan như vậy thì mất nhiều thời gian quá. Để mình còn đi các địa điểm khác mình chơi nữa ha. Ok anh em, thì bây giờ mình đang đổ đèo Tà Nung nha. Thì giữa đèo thì mình ghé ngang giữa đèo ngắm cảnh tí xíu nha. Hello các bạn, thì giờ mình đang ở giữa đèo Tà Nung. Thì bây giờ mình đang trên con đường để đi xuống Thác Voi chơi, xuống Thác Voi rồi xuống chùa Linh Ẩn luôn. Đó là hai cái địa điểm mà cũng gần nhau ha. Rồi mình đi cung này á, mình sẽ có thể mình dự tính mình sẽ tham quan những địa điểm như Thác Voi nè, chùa Linh Ẩn nè, cà phê Mê Linh với lại hoa sơn Điền Trang đó. Thì bây giờ mình đang tiếp tục đổ cái đèo Tà Nung nha, để mà xuống Thác Voi chơi. Thì Thác Voi cách trung tâm thành phố Đà Lạt là 28 cây số nha các bạn. Chạy 28 cây số từ Đà Lạt xuống Nam Bang để đi Thác Voi, nhưng mà chủ yếu là vì cái Thác Voi, nhưng mà giờ Thác Voi đóng cửa rồi, chán thiệt.
Đó, đứng đây có thể thấy được cái dòng chảy thác hôi nó rõ hơn xíu nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ tới tham quan nè. Nãy giờ cứ ngắm thác hôi miết nè. Chùa Linh Ẩn là một ngôi chùa là cũng mới hình thành đấy thôi, nhưng mà đây là ngôi chùa là cũng lớn thứ nhì ở Lâm Đồng ha, và cũng là một ngôi chùa có tượng Phật lớn nhất Lâm Đồng luôn. Tới hay bỏ 28 cây số để tham quan thác voi, nhưng mà thác voi đóng cửa thì cũng còn một chút gì đó an ủi ha. Có được cái view của thác voi rồi, thấy không? Ok các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thác voi này mình đi được là vào tháng 12/2018 nha. Phải nói là nó rất là hùng vĩ luôn. Rất tiếc bây giờ mình không có vô được ha. Thì mình cho các bạn xem một số clip ngày xưa ha. Các bạn xem đỡ nha. Thôi sống ảo như đây cũng đủ rồi ha. Thôi bây giờ mình đi về hướng thành phố Đà Lạt ha. Thì giữa đường thì coi chỗ nào mà thuận đường thì ghé chơi một xíu ha. Chẳng hạn như cà phê Mê Linh hay là Hoa Sơn Điền Trang. Rồi ok, thì cái địa điểm tiếp theo mình ghé đó chính là cà phê Mê Linh, nằm ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt ha. Thì nơi này cách trung tâm thành phố Đà Lạt là 18 cây số nha các bạn. Thì nó là ranh giới giữa xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt với lại xã Mê Linh của huyện Lâm Hà ha. Thì nó nằm ở dưới chân đèo Tà Nung nha. Rồi muốn vào bên trong tham quan á thì anh em phải kêu tối thiểu một ly nước hoặc một phần thức ăn ha. Thì cái giá thấp nhất là 65.000 mới được vào tham quan nha. Ok. Đi qua luôn nha, tôi sẽ đóng dấu cái tay rồi. Có cái dấu này em có thể đi lên đi xuống bên lần cũng được. Các bạn lưu ý phần đó ha. Nắng quá anh em ơi. Hiện giờ mình đang quay bằng cái GoPro nha. GoPro quay nó nuốt thẻ quá. Nó tới 45 megapixel nên cái dung lượng của nó rất là cao. 64GB đối với nó không là cái gì hết. Thậm chí 128GB nếu mà một chuyến đi du lịch của mình thì chắc cũng chẳng là cái gì đâu. Đi mình chán quá, đi mình thì tự đi tự chụp tự quay luôn, nó mất nhiều thời gian. Thì sắp đầy bộ nhớ rồi. Trên các thiết bị của mình luôn ha. Cả cái điện thoại 128GB của mình nó cũng đầy luôn rồi. Đó, hiện giờ thì Mê Linh đang thi công làm thêm nhiều thứ nữa. Mỗi ngày thì nó phải có mỗi cái mới mẻ hơn. Ngày xưa làm gì mà được như vậy đâu. Đúng không? Không những quán cà phê này mà còn rất là nhiều quán cà phê khác nữa ha. Mỗi ngày thì đua nhau làm mấy cái view chụp nó giống nhau vậy đó. Có cái cổng sống ảo kìa ha. Ở cổng này thì mình thấy rất là nhiều người chụp. Mình nhớ có cái chỗ nào nữa nè, có cái địa điểm nào cũng có cái cổng giống vậy, nhưng mà nó có cái hồ kiểu như hồ vô cực vậy á. Bây giờ Đà Lạt bây giờ làm na ná nhau ghê á. Mấy cái quán nước giờ nó làm na ná nhau không ha. Đi rảo một vòng á, tranh thủ đi địa điểm khác ha. Chứ cứ mê một chỗ như vậy hoài thì sẽ mất rất nhiều thời gian để chơi những cái chỗ khác. Đây có mấy cái cổng trời nè, đó. Đẹp không?
giống Linh Kiều Pháp Ứng vậy ha. Bữa nay khung viên rộng quá ha, vừa có hoa vừa có view này view kia. Nói chung đây là một cũng là một cái địa điểm mà các bạn nào đi Đà Lạt thì cũng nên ghé ha. Tại vì đây nó có nhiều cái đẹp lắm. Đây hoa này quá trời luôn. Rồi bye bye cà phê Mê Linh ha. Bây giờ mình sẽ qua địa điểm khác, đó là hoa sơn Điện Trang ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái khu du lịch là Hoa Sơn Điền Trang ha. Đúng rồi. Em Long Điền. Long Điền hả? À, lâu lâu gặp đồng hương. Thì cái địa điểm mà nó nổi tiếng nhất trong cái khu du lịch này á, đó chính là cái bàn tay ha, bàn tay khổng lồ. Bây giờ cũng 2 giờ chiều, hơn 2 giờ rồi, khách bây giờ thấy cũng không có đông lắm ha. Mình nghỉ mệt xíu đó, sáng đi cả ngày. Cờ hó dữ ghê thiệt, con cờ hó này mà nó vuột ra chắc nó cắn mình te tua quá. Chó đầu tiên hiền nè, chó bự bự này rất là hiền nè. Kỳ ơi, Kỳ. Trời ơi, dễ thương chưa? Mình thấy ở đây sao nó đều hiu dữ vậy ta? Không thấy có bóng người luôn á. Giống như mấy chỗ mà bán nước cũng không thấy ai luôn. Ồ, cái hồ nó đẹp chưa kìa. Hồ đó có trái tim nó nằm ở giữa kìa. Chính vì nằm lưng chừng giữa đèo Tà Nung nên cái Hoa Sơn Điền Trang này á có địa hình rất là dốc và thung lũng nhiều luôn. Nên đi bộ tham quan cũng rất là mệt đó nha. Chính vì nằm giữa đèo nên xung quanh toàn là rừng thông bao phủ không ha. Thì cái khu du lịch này rất là hoang sơ luôn. Và nó có cái khuôn viên cũng rất là rộng ha. Đi bộ mà nói chung là muốn mỏi cái giò luôn á. Tại vì dốc rất là dữ mà. Và có cái bàn tay khổng lồ. Thì đây là cái biểu tượng đặc trưng của cái Hoa Sơn Điền Trang này ha. Do thời gian không cho phép ha, nên bây giờ thì mình phải về rồi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ vô cái đường đài dưới từ này. Mình sẽ dắt lên một cái địa điểm, một con dốc nó rất là nổi tiếng luôn. Đó là con dốc này là dốc đứng luôn á. Dốc là rất là cao luôn. Là trong hồi đó có trong cái phim gì đó Tháng Năm Rực Rỡ. Thì sau khi bộ phim đó đóng xong thì rất là nhiều người tới con dốc này để mà check in ha. À, các bạn mà đậu xe thì các bạn đậu bên đây ha. Dốc rất là cao ha. Đó. Cái dốc Linh Quy Pháp Ấn là mình thấy là không bằng dốc này ha. Đây rất là khủng khiếp luôn. Nhìn về dưới trong ở ngoài đời nó còn cao hơn nữa. Người dân ở đây người ta đi quen rồi. Dốc này rất là cay đắng luôn. Bây giờ mình leo thử thôi. Mặt trước của nhà ga ha. Thì vào đây á, cái giá vé tham quan của chúng ta là 5.000, với lại giữ xe là 3.000 thôi, là hết 8.000. Bây giờ mình vô trong, mình vô đằng sau mình khám phá thêm ha. Đi để trở về sau bên Hòn Sơn có cái đoạn này. Thank you.
toàn là tình nhân không. Mình đi Đà Lạt mấy lần rồi mà nhiều năm nay rồi mà vẫn không tiến triển được cái gì hết. Thì mình sống ảo nãy giờ như đây cũng đủ ha. Giờ cũng hơn 4 giờ rưỡi rồi. Mình qua bên quảng trường Lâm Viên rồi đi vòng vòng chơi ha. Hello các bạn ha. Hiện giờ thì mình đang ở quảng trường Lâm Viên nha. Thì hôm qua giờ thì mình chưa có quay cái đoạn trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Nên bây giờ mình khoảng giờ cũng gần 5 giờ rồi. Mình sẽ tranh thủ quay phía trung tâm thành phố Đà Lạt. Cái nơi này là cái nơi trung tâm luôn của thành phố luôn. Đó. Thì những ai đi Đà Lạt thì chắc chắn thì mọi người đều biết chỗ này hết ha. Đó, đối diện với cái quảng trường Lâm Viên là một cái hồ nước. Đây là cái hồ Xuân Hương. Cái hồ này cũng là biểu tượng của thành phố Đà Lạt luôn ha. Mình sẽ đi bộ dọc theo cái bờ hồ Xuân Hương này. Hồ Xuân Hương là một cái địa điểm mà quá là quen thuộc rồi. Khi mà các bạn đi qua đối diện quảng trường Lâm Viên một tí xíu hướng về chợ Đà Lạt thì các bạn thấy chữ Thuy Ta. Đây cũng có một cái địa điểm check-in sông ảo cũng rất hay ha. Địa điểm này thì miễn phí thôi, do chụp hình thôi, do chụp khung cảnh bên bờ hồ Xuân Hương. Đây là đường khu Hòa Bình giao với đường 3 tháng 2 ha. Nó đi theo một đoạn là sẽ tới tiệm bánh Tối Xay Gió. Bức tường mà tiệm bánh Tối Xay Gió bây giờ đã biến mất rồi ha, không còn đẹp như hồi trước nữa. Hồi trước thì cái chỗ đó còn bức tường, bây giờ thì người ta mở thêm cánh cửa nó rồi. Phía trước đó chính là Hồng Kông bên hông chợ Đà Lạt ha. Mình đang có mặt ở Hồng Kông bên hông chợ Đà Lạt ha. Cái view này cũng là rất là nhiều người chụp, giống như nó thành một cái phong trào gì đó ha. Thường thì mọi người hay chụp ngay cái chỗ này ha. Đó. Bây giờ tôi về quảng trường Lâm Viên lấy xe rồi kiếm rồi đi ăn tối thôi, rồi về phòng nghỉ ngơi, sáng mai thì có dự định tiếp. Ok, là bây giờ cũng gần 6 giờ sáng rồi ha, thì mình di chuyển là lên đồi Đa Phú nha. Đó, nhìn tình hình trời này là biết là chắc chắn là không có mây rồi ha. Mà thôi, lỡ rồi, đi lên check-in ha. Nói chung khó đi một phần á, cũng do có mấy cái rễ thông này nè. Có mấy cái rễ thông này nó mọc ra, đâm ra dễ gây trượt bánh rồi ha. Ở trên đây người ta check-in rất nhiều ha. Check-in quá trời luôn. Hello các bạn ha. Hiện giờ mình đang ở đồi Đa Phú nha. Đường rất là khó đi luôn. Cũng không có gì đâu. Nói chung đồi Đa Phú thì mấy cái đồi ở Đà Lạt thì đồi nào nó cũng như đồi nấy thôi. Thì cái đồi Thiên Phúc Đức nó cũng vậy thôi ha. Cũng na ná đồi cỏ hồng thôi. Đó, hình như bên đó là Lan Bi An. Ngay chỗ mà có cái đám mây đó. Đó bên kia mình thấy du khách cũng quá trời nè. Có xe con rồi có người sống ảo bên đó ha. Mình nghĩ là bên đó chắc là đồi cỏ hồng rồi. Hôm qua mình đi đồi chạy cầu đất, trời ơi sáng rất là lạnh luôn. Hôm nay thì thấy trời nó mát. Đó thì đây cũng là một cái địa điểm cắm trại cũng khá là lý tưởng ha, dành cho những bạn nào đi du lịch tự túc. Thường thường ở đây á
lúc những thời tiết mà nó ẩm ướt thì nó sẽ có mây ha. Coi như mình không có duyên sang mây rồi. Máy bay đồi Đá Phú ha. Giờ mình sẽ qua một cái địa điểm khác, đó là đồi Cỏ Hồng. Mà mùa này thì không có cỏ hồng đâu nha anh em. Đường rất xấu, rất là khó đi luôn ha. Anh em thấy cái dốc nó cao không? Trời ơi, rất là cao luôn. Đấy, nhìn mà nó thấy ngán luôn á. Nãy mình chạy xe lên giống như phá xe vậy á. Bây giờ thì mình vào đồi Cỏ Hồng chơi ha. Hôm nay đi đường off road rất là nhiều. Đường đối xấu rồi nhưng mà nó cũng dễ đi. Nó phải khó đi giống đường lên đồi Đa Phú mà. Mình nhớ hồi đó đi đồi Cỏ Hồng đi vô đường này nè. Quẹo xuống nè. Hello các bạn, hiện giờ mình đang có mặt ở đồi Cỏ Hồng. Nhưng mà mùa này không có cỏ hồng nha anh em. Anh em, mình biết là mùa này cũng không có cỏ hồng, nhưng mà mình tới mình check in, mình thăm lại cái chỗ cũ ngày xưa mình đi đó ha. Thì anh em nào mà muốn tham quan được cái đồi cỏ hồng mà nó đẹp á, thì anh em nên tới giữa cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 nha. Thì cái thời điểm đó là thời điểm mà cỏ hồng đẹp nhất ha. Bây giờ là vắng tanh không có ai luôn á, tại vì bây giờ nó chỉ toàn là cỏ úa với lại cỏ héo thôi. Tháng 3 mà thì làm gì có cỏ hồng đúng không? Lát nữa mình sẽ đi cây thông cô đơn. Đường đó nghe nói còn khó đi hơn đường lên đồi Đa Phú nữa, mà nó dài nữa ha. Hôm nay coi như là hành hạ chiếc xe hơi bị nhiều luôn á. Thôi bây giờ thì mình tới cây thông cô đơn nha. Đi vô cây thông cô đơn á thì đi đường là DT722 nha, cùng đường với làng Cù Lần luôn nha anh em. Bây giờ mình cũng không biết đường vô cây thông cô đơn đường nào luôn. Thì nghe cô bán quán bán nước cô nói là đi đường này thì mình đi thử ha. Và Google Maps thì nó chỉ đi đường trên kia, không biết đi đường nào luôn. Mà cô nói đi cái đường này gần hơn nha, thì mình đi thử coi như thế nào ha. Các bạn nhớ là cái chỗ bán nước với lại có cái tấm bảng mà ghi vô cây thông cô đơn á, mà đường này nó chỉ đi mùa nắng thôi, chứ mùa mưa thì bó tay nha. Tôi hít thở thật sâu, đi rồi, hết sức bình tĩnh rồi. Đường này là con đường xấu nhất rồi. Nó xấu một phần là cũng do có mấy cái rễ thông đó nè, nó làm cho bánh xe mình nó bị trượt. Hôm nay là hành hạ chiếc xe, tội nghiệp chiếc xe ghê luôn. Trời ơi, nghĩ cảnh xuống thôi, lát nữa lên đi trời. Bỏ cuộc quá anh em ơi. Trời ơi trời, đường cực khổ như vậy sao? Tra tấn chiếc xe, tội nghiệp chiếc xe ghê luôn á. Rồi xong luôn anh em. Trời ơi, nghĩ cảnh xuống được, xuống thì nó dễ á, mà lát leo lên sao mà leo đây nè. Trời ơi là trời. Cái dốc này trời ơi. Tới rồi anh em ơi. Tới cây thông rồi. Chụp cho đã, lát nữa lên dốc thì khóc nè nha. Hai cây thông cô đơn lần ở đây, bên đây có một cây, bên kia có một cây nữa. Nếu mà ai xiên á thì đi xe máy vô, còn nếu mà ai lười thì thuê thuyền vô ha. Ở đó có cái thuyền kìa. Yeah. Thuê thuyền là giá bao nhiêu? 120 luôn. Là khứ hồi luôn, là khứ hồi luôn á. À. Thì cái giá mà thuê thuyền là 120 nha. Cả đi cả về luôn 120. Họ cho chơi bao lâu rồi họ tới rước vậy anh? Bao lâu thì mình. À, là có số điện thoại là điện người ta tới. Cái đó là núi Lang Biang nha các bạn. Núi Lang Biang là đầu đó nha.
cho các bạn xem cái đây là hồ hồ suối vàng ha, hồ suối vàng, nước đây rất là dơ luôn, mặc dù là nó nằm trong cái vùng mà hẻo lánh nhưng mà nước đây rất là dơ ha. Tại đây là một cái địa điểm cũng là một địa điểm cũng khó vô nên cũng rất là ít người đi ha, nó cũng không đông như những nơi khác. Thì trước khi đây mình ra khỏi chỗ này thì mình qua bên cây thông cô đơn, cái cây đằng kia ha, mình chết anh một xíu ha, bên kia cũng có một cây cô đơn luôn. Không, cái cây thông cô đơn mà mọi người hay chết anh là cây thông cô đơn này ha, và đây cũng có một cây thông cô đơn. Cây này nó to cây kia ha, đó cây này to, rất là to ha. Hít thở thật sâu để mà lên con dốc này ha. Đó, đó. Né mấy cái rễ thông này ra nha. Mấy cái rễ thông này là nó làm xe mình nó mất chớn á. Ôi mừng quá. Ra tới đường rồi. Thầy nói ra tới đây mình mừng hết lớn luôn ha. Rồi giờ mình đang ở ngay hồ Ancaret. Dưới đó có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Cái hồ này đã xuất hiện trong clip Đi để trở về ba của Subin Hoàng Sơn. Bây giờ thì mình đứng mình quay một vòng hồ cho các bạn xem. Các bạn nào mà đi làng Cù Lần hay là cây Cô Đơn thì chắc chắn là các bạn sẽ biết cái hồ này rồi. Hồ này thì nước cũng nó trong hơn cái hồ suối vàng ha. Cái hồ suối vàng nước rất là đục luôn. Ok các bạn, bây giờ mình xuống xuống thế giới mình tham quan ha. Đẹp chưa? Chỗ này ca sĩ Subin Hoàng Sơn đã từng quay MV rồi ha. Đây cũng tạo nên những dòng thác và là những dòng thác nhân tạo rất là đẹp. Đây là suối Ancaret. Mình quay một vòng cho anh em xem. Ok các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ qua Ma Rần Lữ Quán nha. Đây là ngã Ba Tình ha, ngã Ba Tình. Cái chỗ này là cái chỗ mà rất là nhiều người đi Ma Rần Lữ Quán thì hay ghé đây check in ha. Đường vô Ma Rần Lữ Quán giờ nó làm rất là đẹp rồi, không còn xấu như ngày xưa nữa. Hello các bạn ha, hiện giờ mình đang ở Ma Rần Lữ Quán nha. 3 năm rồi mình mới ghé lại ha. Giá vé bây giờ lên 20 ngàn rồi nha các bạn. Rồi đây cũng là một cái địa điểm mà nó còn rất là hoang sơ, nằm sâu ở trong núi rừng ha. Mình vô đường này nha. Ở đây thì nó thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương nha anh em. Cái view chỗ cái nhà nè, đó anh em thấy không? Thích nhất là cái view chỗ này ha. Chỗ này rất là đẹp luôn á. Ở dưới là nuôi cá chép. Ở đây có cây đàn guitar. Khung cảnh ở đây nhìn nó hữu tình chứ ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng xung quanh cái khu du lịch này ha. Đây có dòng suối chảy thơ mộng luôn. Đây thích nhất là có cái ngôi nhà này ha. Đó, ngôi nhà này nó rất là thơ mộng luôn. Bây giờ lên thử cái cầu này ha. Cái cầu treo rất là đẹp. Mình sẽ đi một vòng xung quanh đây ha. Thì đây nhìn mình nhìn nó cũng na ná như hoa sơn Điền Trang vậy á. Nó cũng hoang sơ. Nhưng mà ở đây cái khuôn viên của nó thì nó hẹp hơn hoa sơn Điền Trang ha. Hoa sơn Điền Trang hôm qua đi mà muốn mỏi cái giò luôn á. Nếu mà ai thích
cái vẻ hoang sơ, vẻ thơ mộng, mộng mơ hữu tình thì có thể ghé một cái địa điểm này ha. Nói chung ở đây rất là yên bình ha. Xung quanh thì không có nhà dân nào ở hết á, hoặc có cũng rất là ít ha, chủ yếu là rừng thông là nhiều. Ok, bây giờ thì chắc mình phải nói lời tạm biệt nơi này rồi ha. Hello các bạn ha, thì bây giờ mình đang ở nhà thờ con gà, rồi bây giờ mình sẽ vô tham quan thử ha. Do nhà thờ ta yêu cầu bịt khẩu trang nên mình phải bịt khẩu trang thôi ha. Bây giờ các bạn xem kiến trúc nhà thờ con gà ha. Hello các bạn, hiện giờ mình đang ở nhà thờ Domaine ha, nằm ở đường Ngô Quyền ha, phường 6. Rồi thì bây giờ mình ghé tham quan chút xíu ha. Đây, phía mặt trước mặt chúng ta là nhà thờ Domaine. Như là chiều nay mình đi được hai cái nhà thờ đó, nhà thờ con gà với nhà thờ Domaine ha. Đây là phía sau nhà thờ này ha. Phía sau nhà thờ đẹp chứ ha, hoa này hoa gì trời. Thì đây là nhà thờ là được xây thời Pháp à, thời năm 1930. Thì có kiến trúc là giống như là nhà rông ở Tây Nguyên vậy ha. Cái nhà thờ này là cũng là nhà thờ nuôi nhiều trẻ mồ côi ha. Thôi bây giờ mình tham quan như đây cũng đủ thôi. Bây giờ mình ra rồi đi ăn uống gì đó về nghỉ ngơi. Bữa nay về nghỉ sớm rồi. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẵn đường về nhà ha. Thì mình sẵn tiện thì mình ghé một ngôi chùa rất là nổi tiếng, đó là chùa Lên Vương Pháp Ấn. Chùa này cách thành phố Bảo Lộc là 15 cây số nha các bạn, và cách thành phố Đà Lạt là 120 cây số nha. Bây giờ thì đường lên chùa tương đối là dễ đi rồi nha, không còn khó đi như ngày xưa nữa nha. Giữ xe thì giá 5.000 nha anh em. Cái cây này chính là cây trong cái MV Lạc Trôi nè. Sau cùng TV đã quay cái cây này, mà cây này giờ nó lá ra quá trời rồi. Cái nơi này là nó không có thuận đường trong cái chuyến đi Sài Gòn Đà Lạt cho lắm ha. Nếu mà chúng ta đi từ quốc lộ 20 mà vô đây là phải mất hết 15 cây số, bằng ra bằng về là hết 30 cây ha. Nơi này ngày xưa nó cũng là một cái địa điểm nó rất là nổi tiếng, rất là hot ha. Khi mà ca sĩ Sơn Tùng thì đã ra mắt cái MV Lạc Trôi, và sau khi ra cái MV Lạc Trôi thì vào thời điểm đó Tết năm đó, trời ơi là cái địa điểm này là nó nghẹt người luôn. À mình lên đây 2 lần rồi, một lần là năm 2017 với lại một lần năm 2018. Và cuối cùng mình đã tới ha. Mình đã tới Lên Vương Pháp Ấn rồi. Nắng nóng quá, giờ không thấy khách tham quan luôn. Nếu mà đây là năm 2017 thì bây giờ nó rất là đông người luôn á. Thì mình nói nhỏ thôi, trong chùa thì mình không thể nào mình nói to được. Thì đây cũng là một cái địa điểm mà săn mây cũng rất là lý tưởng luôn. Sáng sớm thì chúng ta có thể lên đây săn mây ha. Nhưng mà cũng tùy lúc nha, không phải lúc nào cũng có mây đâu nha. Thì clip chuyến đi Đà Lạt của mình ngang đây là hết ha. Bây giờ thì mình xuống núi lên Vương Pháp Ấn để mà mình về ha. Nếu mà ai thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh nha, một like, một comment nha, để cho mình biết là mọi người còn đang ủng hộ mình. Bye bye.